liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, nhóm chiến binh Hezbollah của Liban tuyên bố họ đang chuyển sang một giai đoạn mới và leo thang trong cuộc chiến chống lại Israel sau vụ tiêu diệt thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas, lực lượng đồng minh của Hezbollah. Iran và Hezbollah đã lên tiếng sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Iran không cho thấy dấu hiệu nào cho thấy vụ sát hại thủ lĩnh Hamas sẽ làm thay đổi sự ủng hộ của họ. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết, tinh thần kháng cự sẽ được củng cố sau cái chết của ông Sinwar. Ông Sinwar, người được coi là chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10, gây ra cuộc chiến tranh Gaza, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch của quân đội Israel tại vùng đất Palestine hôm 16 tháng 10, một sự kiện quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài cả năm qua. Các nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng cái chết của ông đã tạo cơ hội để chấm dứt xung đột, trong khi Hamas chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Nhưng các nguồn tin trong nhóm cho biết, những dấu hiệu họ thấy cho thấy Sinwar thực sự đã bị quân đội Israel hạ sát. Mặc dù phương Tây hy vọng ngừng bắn, cái chết của Sinwar có thể làm gia tăng sự thù địch ở Trung Đông, trong bối cảnh nguy cơ xung đột lớn hơn đã gia tăng. Nhiều bất ngờ dần được hé lộ trong tháng 10 này, khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang tung những chiêu bài cuối cùng nhằm công kích đối thủ, cũng như tăng cường uy tín cho bản thân tại các bang chiến trường cạnh tranh khốc liệt để có được lá phiếu ủng hộ của cử tri. Tại buổi vận động tranh cử ở Atlanta, bang Georgia, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những lời lẽ công kích bà Kamala Harris, chỉ trích chính quyền đương nhiệm là nguyên nhân khiến giá cả tăng cao và dòng người di cư đổ về biên giới phía Nam những năm gần đây. Tại Chicago, ông Trump phác họa rõ ràng những gì ông dự định mang đến phòng bầu dục nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, với cam kết triển khai chương trình thuế quan mạnh mẽ nhắm vào các quốc gia và doanh nghiệp. Ông Trump nhấn mạnh, chúng tôi muốn một chiến thắng áp đảo. Cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra. Hãy khuyến khích mọi người ra ngoài bỏ phiếu, hay đi bỏ phiếu ngay vào ngày mai. Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, chúng ta đang đứng trước 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bên kia chiến tuyến, ứng viên Đảng Cộng Hòa, Phó Tổng thống Kamala Harris trong sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự góp mặt của khoảng 100 cử tri thuộc Đảng Cộng Hòa. Bà đã đưa ra lời kêu gọi sự ủng hộ trực tiếp tới những cử tri này. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, bà Kamala Harris hứa hẹn sẽ có một đường lối chính trị độc lập so với Tổng thống Joe Biden đương nhiệm nếu bà thắng cử, nhấn mạnh các sáng kiến riêng biệt của bà trong các lĩnh vực kinh tế, nhập cư và y tế. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ một lần nữa tỏ rõ sự quyết tâm trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Chúng ta đang bước vào chặng nước rút và đây sẽ là một cuộc đua căng thẳng cho đến tận phút chót. Tôi đang tích cực vận động cử tri để giành được mọi phiếu bầu vì tôi có ý định trở thành Tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Cuộc đua vào vị trí quyền lực nhất nước Mỹ càng lúc càng gay cấn khi cả hai ứng viên Tổng thống đều đang nỗ lực nhắm đến các cử tri tiềm năng tại các bang chiến trường. Trong khi ông Trump đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với cử tri nữ, thì bà Harris lại dành sự tập trung cho nhóm cử tri nam giới da màu. Quân đội Israel chính thức xác nhận và công bố danh tính 5 quân nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban. Theo thông cáo của lực lượng phòng vệ Israel IDF, 5 binh sĩ thiệt mạng thuộc đơn vị trinh sát của lữ đoàn Golani đang tham gia chiến dịch tấn công bộ binh hạn chế ở phía nam Liban. Trong số các quân nhân thiệt mạng có sĩ quan giữ chức đại đội trưởng, một trung đội trưởng và một tiểu đội trưởng. Ngoài 5 binh sĩ tử vong, nhiều quân nhân khác bị thương, trong đó có 3 trường hợp nghiêm trọng. Tuy nhiên, IDF không công bố thông tin chi tiết về các hoạt động giao tranh dẫn đến số thương vong nói trên. Trong khi đó, một số nguồn tin của khu vực cho biết nhiều khả năng các binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công phục kích của Hezbollah ở làng Labone, giáp biên giới Israel. Trước đó, trong một tuyên bố ngày 17 tháng 10, Hezbollah khẳng định đã bắn tên lửa dẫn đường trúng 2 xe tăng Merkava của quân đội Israel tại làng Labone và cuộc tấn công khiến nhiều binh sĩ Israel thiệt mạng và bị thương. Trong một tuyên bố nóng được đưa ra sau khi Tel Aviv xác nhận cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, với người dân Gaza, tôi có một thông điệp đơn giản. Cuộc chiến này có thể kết thúc vào ngày mai nếu Hamas hạ vũ khí và trả lại con tin của chúng tôi. Thủ tướng Netanyahu đồng thời khẳng định, Israel sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả những người trả lại con tin. Ngược lại, nếu ai đó làm hại con tin, Israel sẽ truy lùng và đưa người đó ra trước công lý. Nhà lãnh đạo Israel cũng cho rằng trục kháng chiến do Iran xây dựng đang sụp đổ. Trong khi đó, trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết, Yahya Sinwar là lãnh đạo của một tổ chức khủng bố Hamas, về cơ bản là chủ mưu đứng sau các vụ giết chóc,
thảm sát, hãm hiếp và bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vì vậy, theo bà von der Leyen, cái chết của ông Sinwar chắc chắn làm suy yếu Hamas một cách đáng kể. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tiết lộ, hiện nay, các điều kiện để đạt được hòa bình lâu dài dẫn đến giải pháp hòa bình hai nhà nước đã được tiến hành, đồng thời nhấn mạnh hòa bình lâu dài và giải pháp hai nhà nước chỉ có thể đạt được với một chính quyền Palestine ổn định, mạnh mẽ và được cải cách. Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bruxelles, Bỉ, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte cho biết, sẽ không nhớ tới thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas khi có thông tin về cái chết của ông này. Tổng thư ký NATO cho biết thêm, ông Sinwar được công nhận rộng rãi là kiến trúc sư của các cuộc tấn công khủng bố vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và đây là cuộc tấn công mà ông cùng nhiều đồng minh đã lên án. Lực lượng Houthi ở Yemen mới đây đe dọa trừng phạt Mỹ vì đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công vào các tàu trên các tuyến vận chuyển quốc tế. Ông Nasruddin Amer, một quan chức truyền thông của Houthi tuyên bố rằng Mỹ sẽ trả giá nếu tấn công các khu vực của Houthi ở Yemen và rằng Mỹ đang cố gắng gây áp lực để lực lượng dân quân này ngừng tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Lời đe dọa của Houthi được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào các cơ sở lưu trữ kiên cố dưới lòng đất ở Yemen, nơi Houthi cất giấu tên lửa và vũ khí khác được sử dụng để tấn công các tàu trên các tuyến đường vận chuyển quốc tế. Israel mới đây đã quyết định các mục tiêu có thể tấn công ở Iran, cho thấy Tel Aviv sắp đáp trả trước cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Tehran hồi đầu tháng này. Kênh tin tức 12 của Israel đưa tin, quân đội nước này đã trình danh sách các mục tiêu có thể tấn công ở Iran cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị, bao gồm cả việc phối hợp chặt chẽ với các quốc gia khác trong khu vực. Kan, một kênh truyền hình khác của Israel cho biết, giới lãnh đạo chính trị đã quyết định về các mục tiêu cụ thể, nhưng không nêu rõ ai là người đã ra quyết định. Kênh truyền hình Israel dẫn nguồn cho biết, các mục tiêu đã rõ ràng, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Theo kênh 12, Israel được cho là đã mô tả kế hoạch tấn công tổng quan cho Mỹ, nhưng vẫn chưa cung cấp thông tin cập nhật về các mục tiêu cụ thể. Kênh này dẫn một nguồn thạo tin cho hay, các mục tiêu cũng có thể thay đổi vào giờ chót. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, ông đồng quan điểm với Thủ tướng Netanyahu và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Hezi Halevi về cả nhu cầu và bản chất của hành động đáp trả lần này. Ông khẳng định kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước đó, ông Gallant tuyên bố Israel sẽ sớm đáp trả Iran đồng thời mạnh mẽ. Đó sẽ là một phản ứng chính xác, bất ngờ và chết chóc. Trước đó, Israel được cho là đang cân nhắc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc địa điểm hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, cả hai đều bị Mỹ phản đối vì có nguy cơ làm leo thang chiến sự, bao gồm cả các cuộc trả đũa sau đó của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Israel hoặc các quốc gia khác trong khu vực. Lực lượng phòng vệ Israel ngày 17 tháng 10 cho biết, các binh sĩ của họ đã vô hiệu hóa một tiểu đoàn trưởng của nhóm vũ trang Hezbollah tại miền Nam Liban. Thời báo Israel dẫn thông cáo từ lực lượng phòng vệ Israel viết rằng, danh tính tiểu đoàn trưởng của Hezbollah bị họ tiêu diệt lần này là Hussein Mohammed Auda, một nhân vật chịu trách nhiệm cho các cuộc tập kích tên lửa từ quận Bin Zibein thuộc tỉnh Nabatieh, Liban, nhằm vào các khu vực của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel sau đó đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích thực hiện vụ ném bom nhằm vào nơi được cho là vị trí ẩn náu của nhân vật Hezbollah Auda. Trong khi đó, tại Syria, truyền thông nước này cáo buộc không quân Israel rạng sáng ngày 17 tháng 10 đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Latakia của nước này. Cụ thể, hãng thông tấn Sana cho biết vụ không kích nhằm vào Latakia xảy ra lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 17 tháng 10 theo giờ Syria và đã đánh trúng lối vào hướng đông nam thành phố này. Dù hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều mục tiêu thù địch trên bầu trời Latakia, nhưng một số tài sản cá nhân trong khu vực vẫn bị hư hại.